nhiều vấn đề khác nhau, và vấn đề nổi bật nhất có lẽ chính là môi trường. Hàng ngày thiên nhiên đã phải hứng chịu hàng trăm nghìn lượng rác thải được thải ra, khí thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, nạn đánh bắt cá, chặt phá rừng tràn lan. Đó những là hành động phá hoại môi trường, làm tổn hại đến thiên nhiên, môi trường sống của con người và động vật hoang dã. Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức cũng như có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường là điều cấp thiết nhất cần thực hiện ngay bây giờ. Là thế hệ trẻ, chúng em mong muốn có thể chung tay góp sức, mặc dù có thể là nhỏ bé nhưng là những hành động thiết thực và có ý nghĩa để bảo vệ môi trường, cũng như lan tỏa ý nghĩa nhân văn này đến tất cả mọi người. Hôm nay, chúng em mang đến bộ tranh, bộ sưu tập Hành động hôm nay, thế giới ngày mai, với những bộ trang phục được tạo nên từ những nguyên liệu được tái chế, nhằm mong muốn truyền tải với mọi người hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Phần trình diễn của chúng em xin được phép bắt đầu. Và mở đầu cho buổi trình diễn ngày hôm nay đó là bộ trang phục mang tên Green Day. Green Day nghĩa là ngày xanh, với mong muốn mỗi một ngày trôi qua, màu xanh sẽ được phủ thêm lên trái đất thân yêu. Tập thể chúng ta tạo nên một trang phục từ những con ni lông màu xanh kết hợp với nhau để tạo nên một cảm giác tươi mới tràn đầy sức sống. Bộ trang phục mà quý vị đang theo dõi tiếp theo đây chính là bộ trang phục Black Horn. Black Horn là bộ trang phục được tạo nên từ những con ni lông màu đen. Đồng thời, Black Horn mang đến một thông điệp khác với Green Day, đó là nếu không bảo vệ môi trường thì sẽ khiến cho đất thành hố rác khổng lồ. Vì thế, nâng cao nhận thức để bảo vệ những vẻ đẹp giản dị nhất ngay từ bây giờ là điều mà chúng em muốn truyền tải thông qua hai bộ trang phục này. Cuối cùng, em xin thay mặt tập thể chúng ta xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo phần trình diễn của chúng em, và xin kính chúc toàn thể ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an. Chúc cho chương trình ngày hôm nay thành công tốt đẹp.